Sau khi qua đời, tôi trở thành nhân vật phụ cặn bã trong tiểu thuyết của em gái. Tại sao video này lại được mở đầu một câu rất là drama như thế? Thì chuyện là tôi vừa đọc xong cuốn sách này. Đây, anh trai nhân vật chính kể về một người đàn ông 28 xuân xanh, một ngày đẹp trời lại thức dậy trong tiểu thuyết do chính em gái mình viết. Nhưng chuyển sinh thành nhân vật chính còn đỡ, chẳng biết run rủi như thế nào mà anh này lại chuyển sinh vào một nhân vật phụ cặn bã tên là Khang Evangeline. Cây đắng hơn nữa là nếu theo đúng mạch truyện, không lâu sau đó thì Khang sẽ bay màu trong một vụ bắt cóc. Tuy nhiên rồi vì anh ta chỉ là một kẻ qua đường trần thiết mà thôi. Nhân vật chính của huyền thoại tái sinh là em trai Khang, tên là So. So có khả năng vô hạn trong việc điều khiển các nguyên tố, ví dụ như là không khí, lửa và nước. Còn Khang lại là một kẻ vô dụng chẳng có ma lực gì. Không chỉ vậy, hắn còn rất trăng hoa, háo sắc, thuộc loại phá gia chi tử á. Nhưng nhờ vào ký ức lờ mờ của kiếp trước, khi được em gái kể nghe nội dung, thì Khang đã thay đổi cốt truyện và thoát khỏi cái kết đau đớn. Và trên hành trình này, anh sẽ gặp rất là nhiều điều kỳ thú, thậm chí là những việc chưa được đề cập trong cốt truyện ban đầu. Anh trai nhân vật chính là tiểu thuyết Việt Nam 100% nha. Nội dung rất là sáng tạo, còn lấy bối cảnh dị giới nữa, nên là tôi đọc mà cứ trầm trồ mãi. Vì thấy giờ các cây bút trẻ nhỏ quá, nhạc nào cũng nhảy ok luôn. Chưa kể, worldbuilding của bộ này cũng rất là ok nha. Đó là một thế giới đầy phép thuật và có những điều kỳ diệu. Có kiếm sĩ, phù thủy, chú quỷ, ma thuật đen, người sói vân vân. Bạn nào mà muốn đọc mấy chuyện kiểu isekai hay là fantasy rồi đó, thì tôi thấy đọc bộ này rất là ok nha. Một điểm đặc biệt nữa là chuyện không có tuyến tình cảm rõ ràng, chiếu là tình anh em xã hội chủ nghĩa này kia. Thế là ai thích đọc chuyện mà không có couple hay là thích tự xếp couple thì đều đọc được nha. Nhân vật chính So trước khi được thức tỉnh nhân cách ác quỷ là một người em vô cùng yêu quý và muốn được anh trai chú ý. Sau khi mở được phong ấn sức mạnh thì lại thành đứa em lạnh lùng, không có anh trai ra gì. Nhưng So là người ngoài lạnh trong nóng. Đọc mấy phân đoạn của anh em So khen thì cũng vui phết các bạn ạ. Ban đầu thấy sách cũng dày nên là tôi tính đọc lai rai cho vui vui thôi, ai ngờ lại cuốn hơn tưởng tượng. Tác giả hay viết xen kẽ các cảnh kiếp trước kiếp này, rồi manh mối mỗi chỗ thao tí nên là đọc không có bị mệt, mà còn có tác dụng khiến cho tôi tò mò hơn, cứ phải đọc tiếp xem là thực hư câu chuyện ra sao. Sau khi đọc xong á thì tôi còn tự rút ra được bài học nữa là hãy cố gắng ghi nhớ nội dung cuốn sách mà bạn đọc, biết đâu sau này lại có ngày chuyển sinh như Khan thì còn có cơ hội sống tốt ở nơi dị giới.